nghĩa là thời điểm nông dân các địa phương đang tập trung cho gieo cấy và chăm sóc cây ăn quả. Tuy nhiên, giá các loại vật tư nông nghiệp trong đó có giá phân bón tăng cao, thậm chí tăng gấp 2 lần so với thời điểm đầu năm 2021, đã khiến cho sản xuất của bà con gặp nhiều khó khăn. Vào thời điểm này của những năm trước, mỗi ngày, đại lý phân bón này bán được 15 triệu tiền hàng. Thì nay, dù vào thời điểm chính vụ kinh doanh nhưng vẫn vắng khách. Mỗi ngày chỉ bán được từ 5 đến 6 triệu đồng. Nguyên nhân là do giá phân bón tăng cao, sức mua giảm mạnh. Như tầm này thì chúng tôi phải chất đầy kho để bán cung cấp cho bà con nông dân. Nhưng năm nay thì chúng tôi không dám lấy nhiều. Giá cả nó cao quá nên bà con không đầu tư. Sức mua của bà con không bằng một nửa năm ngoái. Cân nhắc để mua phân bón cho cây trồng, nhưng bà Dương Thị Lục lại đắn đo và chỉ quyết định mua vài cân một. Bởi theo bà, chưa bao giờ giá phân lại tăng cao như thời điểm này. Nếu như trước đây, giá đạm chỉ khoảng 8.000 đồng một kg, thì nay lên 18.000 đồng một kg. Chi phí đầu vào tăng cao, trong khi giá bán sản phẩm sau thu hoạch không tăng, khiến bà không khỏi lo lắng. Gia đình tôi là có 4 thẩu nhãn, chi phí từ đầu năm đó trên 5 triệu. So với thời điểm chưa tăng giá thì nó phải gấp rưỡi. Cho nên là chúng tôi cũng muốn là đề nghị bình ổn cho được cái giá cả, cho người nông dân đỡ vất vả. Thời gian qua, giá các loại phân bón liên tục leo thang, trong đó mức tăng cao nhất là NPK, ure. Hiện giá NPK khoảng 1 triệu đồng một bao, ure và kali có giá trên 950.000 đồng một bao, loại 50kg, tăng từ 2 đến 2,5 lần so với thời điểm đầu năm 2021. Không chỉ phân bón, giá thuốc bảo vệ thực vật cũng tăng. Việc tăng giá vật tư nông nghiệp làm tăng chi phí sản xuất, ảnh hưởng đến thu nhập đời sống của nông dân. Chúng tôi thì cũng rất là lo lắng vì cái giá phân nó quá cao như thế này, nhưng mà chuẩn bị đến thời vụ thì phải lấy tạm một ít. Giá phân tăng lên mà hoa quả thì là rẻ. Nếu như mà ai mà chăm bón tỉa này rồi là phun thuốc, tự mình làm lấy thì còn được một tí. Nếu mà đã mượn người là hết sạch sẽ. Những mặt hàng đầu vào của sản xuất nông nghiệp tăng giá đã khiến cho người nông dân vốn khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong thời gian qua, giờ lại gặp khó khăn hơn. Theo tính toán, chi phí cho phân bón chiếm khoảng 40% giá đầu vào của sản xuất nông nghiệp, nên giá tăng cao tác động trực tiếp đến chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm nông nghiệp. Khắc phục tình trạng trên, ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo bà con nông dân giảm dần sử dụng phân hóa học, tăng tỷ lệ sử dụng từ chất thải chăn nuôi và phụ phẩm nông nghiệp. Đây cũng là cách hướng đến sản xuất nông nghiệp bền vững.